rồi giảm tốc độ lại, thấy không, thấy xe ga không đó. Rồi chào tất cả các bạn nha, hiện tại mình đang đi trên đường lại Đồ Bón Kiệt. Mình đang hướng dẫn cho một bạn cũng là bằng mới, cũng là cái tuyến đường đi Vũng Tàu, thì ở sau có sẽ có phụ huynh đi theo phụ huynh là chú đó, chú về cậu giờ giảm trời ơi, thấy không, thấy chưa, mình còn cái lỗi là khoái mê chân ga đạp hú quá. Mình cứ dự đoán nè, ở trên á lúc nào cũng kẹt xe, khi di chuyển mình thấy được bánh sau mình cứ đẹp ra nhẹ nhàng chứ không cần phải gấp. Gấp ở người ở sau người ta sẽ cắm đầu, thắng kiểu này là mình khỏe, nhưng mà ở sau người ta khó chịu, đúng không? Đừng có hạn chế mê chân ga lúc đường đông hoặc đường kẹt xe, nguy hiểm. Còn chút xíu ra đường trường muốn đạp sao đạp, miễn sao không quá tốc độ. Trời ơi, chút sửa nữa cái bài chân ga này nha, thấy chưa, rõ ràng đó, cứ tàn tàn thôi, thấy không. Rồi thấy bánh xe, rồi ga nhẹ chút xíu thôi, rồi thủ là thắng, thấy chưa em không. Chứ ai đâu lên cái bên kia thắng cắm, rồi cái mình thắng cắm đầu, rồi ông ở sau thắng bắt chước theo đạp cũng nhanh, thắng không kịp lũi đích mình, hoặc mình thắng không kịp sẽ lũi đích người ta, và mình thắng kịp mình sẽ cho người ta cắm đầu, nhất là phụ huynh ở sau. Rồi thì hôm nay mình sẽ nói một cái đề tài nữa là trên đại lộ Bón Kiệt này nè các bạn, đã phân làn đường rồi nha các bạn. Lưu ý nếu mà các bạn đi từ mà Bón Kiệt mà hướng về hầm Thủ Thiêm á đó, các bạn ra quận nhất á để các bạn đi làm á, thì các bạn lưu ý với mình nha, đến ngay chỗ gần đến cầu Cam Mét đó, người ta đã phân biệt cấm xe ô tô, xe gắn máy, tất cả các phương tiện quẹo trái vào đường Ký Con. Các bạn chỉ khi đến đó các bạn phải di chuyển xuống dưới bên hông cầu Cam Mét để các bạn di chuyển vô thành phố, vô đường Butter hoặc là đường gì đó ha, Tung Thắng gì đó đó, các bạn phải di chuyển vào đó nha, chứ tuyệt đối các bạn không được lên đó nha. Các bạn lên đó là các bạn quẹo trái là bị phạt á, là các bạn sai luật nha, nhớ giùm mình nha. Rồi ở đây có nhiều bạn cũng comment đó, ủa sao không nhìn bảng, trời ơi, mấy anh em dưới tỉnh đa số lên là bị quán, tại ta đi theo quán tính. Các bạn vậy đi xe máy các bạn cũng đi theo quán tính thôi, khi mình hướng dẫn lên các bạn thấy vậy các bạn nói dễ lắm, thực chất các bạn ôm xe để các bạn biết ha. Nhiều khi không để ý cũng đi theo quán tính, mới hôm kia tôi đi đây xong giờ tôi đi lại tôi không để ý cái biển báo, tôi tưởng nghi là cũng quẹo bình thường, cuối cùng quẹo vô rồi bị phạt, bị sai luật. Nên các bạn phải nhớ chú ý theo biển báo, mũi tên dưới đường và theo hàng đó. Và đặc biệt xe máy nữa, thấy xe máy quẹo rất nhiều luôn, chút xíu mình sẽ chỉ kỹ lại cho các bạn hướng cách đi trên đại lộ Bón Kiệt nha. Đã phân làn đường lại để giảm tắc ùn tắc giao thông. Và đặc biệt nữa, hồi xưa mấy anh nào mà cứ hay chen chen vô làn xe máy, giờ người ta đã nghiêm cấm luôn rồi nha. Rồi nghiêng qua nhẹ, thủ chân thắng gà thắng nhẹ đó, người ta đã nghiêm cấm luôn tất cả các loại xe quẹo trái, và đặc biệt đi cấm vô trong cái làn xe ô tô luôn, là người ta đặt cái barrier này luôn, các bạn lưu ý nha. Rồi có trường hợp nếu mà các bạn lỡ đi xuống dưới đó thì mình phải đi sao, thì các bạn đi xuống dưới hầm luôn đi, qua lên kia các bạn quay đầu lại ha, quay đầu lại hoặc các bạn quẹo bên hướng cầu Thủ Thiêm đó ha, các bạn đi theo hướng cầu Thủ Thiêm các bạn qua, nó sẽ gây khó khăn trong cái ngày đầu cho các bạn. Khi các bạn đã đi một lần hai lần các bạn sẽ nhớ đường thôi, ai cũng vậy. Và hiện tại bây giờ nếu mà Google, nhiều khi Google chưa cập nhật nữa ha, Google chưa cập nhật luôn cho các bạn luôn, mình dự đoán vậy thôi. Sao xe này còn mới mà nó mạnh lắm, đúng không? Còn nước ngồi quá mà thấy. Đạp mướt quá đúng không? Rồi, ở trên thấy đỏ không? Đó, thòng chân ga. Thòng là sao? Không đạp ga nữa, đúng không? Thả lỏng cái chân ga ra, nó cho chớn. Rồi, bây giờ chống, đạp ga nhẹ chút xíu để cho nó cho chớn tiếp. Thấy không? Nhẹ nhàng không?
rồi nhích nhẹ miếng ga chút xíu nữa, rồi buông chân ga đó vậy thôi, cho nó trôi chớn nhẹ nhàng cái mình gà thắng nó dễ. Thì cái ở đây mình đã nói nhiều về cái phần đề tài là cái mũi tên, cái mũi tên màu xanh màu đỏ bên trái, cái làng bên trái các bạn ha. À, thì đó mũi tên màu xanh thì mình đi thẳng đó, còn anh nào quẹo trái thì mũi tên màu đỏ thì các bạn phải dừng lại. Bây giờ như là bữa giờ mình thấy là hai đợt là mũi tên nó chỉ còn có một mũi tên thôi, cái làng thứ hai, cái lane 2. Rồi khi qua khúc này mình sẽ nói cho bạn nè, đó cầu cầm mét nè ha, đi Nguyễn Đại Học nè, Trần Hưng Đạo đó. Ui, các bạn lưu ý giùm mình nha, ở đây nó người ta để cái bảng rồi, nhưng mà các bạn do đi theo quán tính nên các bạn không để ý, nhất là xe gắn máy luôn, và đặc biệt anh em xe ô tô là phạt cước nặng nên các bạn chú ý nha. Đó các bạn thấy không, chậm lại. Rồi đi theo các bạn được để không, thấy không? Rồi mình đi thẳng đây, mình đi thẳng. Các bạn thấy để và được không? Đó các bạn cho biết. Các bạn muốn đi á về Tôn Đức Thắng, cầu Sài Gòn, các bạn phải di chuyển vô trong nha. Đó di chuyển vô trong, còn bạn quận 4 á, thấy không? Thì các bạn đi thẳng lên cầu đó nha. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Anh em ta đi chạy vô trong á, ta đi di chuyển qua Tôn Đức Thắng, thấy không? Butter ta đi. Còn ở đây là cấm quẹo trái, cấm quay đầu tất cả các phương tiện. Và đặc biệt lúc trước mấy anh em là hay đi vô đường này đúng không? Đi chung với xe máy đúng không? Rồi chậm cho người ta vô. Rồi. Thì ở đây người ta đã cấm biển ô tô rồi. Các bạn hãy lưu ý nha. Đa số chút xíu mình chỉ cho các bạn nè. Đa số xe là hay là quẹo trái nè. Đó các bạn muốn đi là đi đường bên kia nha. Thấy không? Tôn Đức Thắng nè. Thấy chưa? Đường Butter nha. Rồi bây giờ mình đi thẳng. Cấm quẹo trái, cấm quay đầu tất cả các phương tiện. Ở bên đây làng xe gắn máy cũng vậy. Và hiện tại bây giờ vẫn nhiều anh em xe máy, vẫn nhiều anh em xe máy là vẫn quẹo trái. Thấy rõ ràng không? Các bạn thấy rõ ràng không nè? Đó cấm quẹo trái, cấm quay đầu. Một làng, hai làng, ba làng và làng xe gắn máy luôn. Đó thấy vừa chua. Rồi ơi, anh giao thông anh bất lực nó nhìn luôn. Nhưng mà anh chỉ canh bắt xe ô tô thôi. Các bạn lưu ý vào cái phần đèn này nha ha, cẩn thận giùm mình. Đội ngũ giao thông lúc nào cũng đứng à, tuyệt đối cấm nè ha. Ở đây nó không để bạn cấm, nhưng mà cấm ở đây là các bạn không được vô nha, nhớ giùm mình nha. À, rồi anh em nhớ chú ý nha. Rồi một chút xuống dưới hầm á là em phải mở đèn ha, mở đèn chiếu gần đây. Không dặn ở ngoài dặn lên đó, họ hết luôn á là đúng ha. Còn đừng có mở đèn chiếu xa nha, xuống dưới hầm ha. Đó mọi người nhớ chú ý nha, lực mới rồi nha các bạn ơi. Xe gắn máy mà đi quẹo đó, mấy chị em phụ nữ quẹo đó không để ý, nghe không? Rồi đi. Nhưng mà hiện tại giờ giao thông cũng đang du di cho những xe gắn máy. Nếu đúng ra là phạt mệt lắm á, thấy không mấy anh đứng nè. Đó. Căng thẳng từng, giống như cái đợt trước vừa mới lên cầu Sài Gòn, lên hầm Thủ Thiêm là quẹo về thành quận nhất á, bị dính hoài luôn. Rồi em mở cái đèn chiếu gần luôn đi, chặn lên hết đúng, ngó lên tắp lô không thấy, thấy cái không thấy cái màu xanh dương là ok, có màu xanh dương đậm là đèn chiếu xa đó. Giảm lại 60 tốc độ tối đa, tối thiểu là 30. Rồi đi đúng giữa làn đường, đặc biệt xuống đây không bóp kẹt, không mở đèn chiếu xa mà chỉ mở đèn chiếu sực gần thôi. Rồi đi thẳng xe đỏ. Không được di chuyển làn đường khi có lên liền. Không được quá tốc độ. Bỏ cái chân ga ra, mê chân ga lắm. Ừ. Vì sao đang đổ dốc mà? Để không? Thấy mạnh không? Ga thắng lại chút. Rồi chút xíu chỉ cho mấy bạn mới là bị dính nhiều lắm. Mấy bạn mà không đi bộ túp tay lái là thôi tiền phạt nó khẩm luôn. Nó nhiều trong gai lắm. Mình sẽ chỉ cho các bạn. Rồi ngó đồng hồ ha. Ok, rồi ngó trên trần nè, thấy trên trần gì không? Thấy máy hai bắn không? Hai cái máy bắn không? Bự không? Đèn thui đúng không? Dễ dầu thấy. Thấy hai mắt đây. Ừ, thấy hai mắt đúng không? Dễ dầu gì thấy, chứ thầy chỉ mới thấy thôi. Nhiều khi các bạn ở đây còn chưa biết nữa. Rồi đập ga nhẹ lên. À, các bạn thấy rõ ràng không? Rồi chưa đâu nha, tưởng vậy là xong hả? Không có đâu. À, di chuyển làn đường là lụm. Bóp kèn
thì không sao, không được nẹp tô đó. Rồi ở đây nữa nè, thấy chưa, hai cái máy bắn bự đen thui không, mình để kỹ mới thấy đó. Đây là nắp lùm lùm đó, không phải người ta gắn vậy thôi chứ ai biểu mình chạy quá tốc độ chi phạt là đúng rồi đó. Thầy chỉ để cho biết các bạn nên phải giảm tốc độ, phải đi đúng luật giao thông đường bộ không, nhớ chưa, học được cái gì xuống hầm phải mở đèn chứ gần bất cứ hầm nào cũng vậy, nghe không, chưa có tắt đèn đâu nha, qua bên kia vẫn là cái lên liền nên không được vượt, không được di chuyển làn đường đó, vậy thôi. Đó, rồi bây giờ mình có thể tắt đèn rồi. Có bạn hỏi là ủa thầy ơi, sao đến đây đây mà cái mũi tên á nó cắm xe ô tô quẹo trái, rồi mình đi như thế nào? Rồi em đi thẳng đi, đi làn này, làn này, đi làn này. Thì ở đây nó có hai làn để các bạn quay đầu quẹo trái mà, các bạn qua bên đó các bạn đi. Còn đây nè, các bạn hỏi là, có bạn hỏi là ồ sao thầy ơi, mình đậu đây nó có biển báo cấm quẹo trái, rồi mình đi đâu? Đi hai làn bên kia nha. Các bạn quay đầu lại xuống dưới hầm, hoặc các bạn quẹo trái về cầu Thủ Thiêm. Các bạn lưu ý cho mình nha. Đó, mình chỉ rất kỹ nha các bạn ha. Đó, đây là lên quẹo trái để quay đầu, quẹo trái quay đầu, giảm lại cho nó qua. À, những anh em ta nhanh. Còn ở đây là các bạn vô đây là các bạn mà quẹo trái là bạn tới công chuyện nha, tuyệt đối nha. Rồi đi đạp ga, nhớ giùm mình nha, quẹo trái là lùm á. Rồi tốc độ tối đa là 80 của xe con, ở trong kia là chỉ có 60 thôi. Sung sướng như ông anh mình không đó, chạy ngủ luôn theo okay. Có phụ huynh giám sát đó, chạy đèn chạy sao mà ngủ được rồi, chạy sao ngủ được này. Chứ không phải mày chạy ghê quá tao sợ quá tao ngủ chứ cho chắc chú. Rồi ok. Đó, mỗi lần đi học là các mỗi lần các bạn trải nghiệm nhiều thứ lắm. Quan trọng là các bạn sẽ bổ túc thêm những kỹ năng biển báo, xử lý các tình huống, làn đường lên đường và không nhát xe, đúng không? Để mình sẽ chỉ cho các bạn ở ngoài đường thực tế. Các bạn nào mà cứ học mà học trong trường, nói chung là học lý thuyết dữ dằn lắm. Thiệt, tôi nói thẳng luôn, ra đây áp dụng, đi thẳng, rồi đập ra. Ra đây áp dụng không có được đâu, áp dụng chỉ được 1/2 thôi. Rồi đập ga, thực tế là quan trọng. Cái thực tế nó sẽ quan trọng hơn cho các bạn. Đó. Chứ nhiều khi các bạn ra học kỹ lắm, ra đây các bạn bị tâm lý các bạn trời ơi nó qua mắt luôn, không biết cái gì đó, gọi là mê hồng trận. Rồi khi đi học với các thầy hoặc là bên trường khác, các thầy đó sẽ hướng dẫn cho mình biển báo này như thế nào, xử lý như thế nào, là các bạn đang học kỹ năng thực tế đường trường, kỹ năng thực tế đó. Để cho các bạn quen đi, dần dần quen đi, các bạn sẽ quan sát kỹ hơn đó, thấy chưa, cái mê chân ga lắm, tháo ga ga vợ dễ. Để cho phụ huynh nói sao ngủ yên ơi. Lâu có nhồi cái rồi cho ông hết hầu à. Rồi biển báo như thế nào nè các bạn ha, quan sát cứ chậm điều, chỗ nào các bạn đến, chỗ nào mà các bạn chưa hiểu chưa biết gì đó thì người ta sẽ làm cho cái biển báo. Rồi ở đây mình nói luôn cái bạch xương cá này, cái tiêu đề này muốn thở luôn. Bạch xương cá là dòng kinh hóa phân luồng giao thông, không được cán lên sẽ bị phạt, gây tai nạn sẽ bị bằng này nọ. Rồi bây giờ mình đi thẳng không nói, bây giờ anh ta quẹo trái đi, các bạn quẹo trái, các bạn cứ cán lên bạch xương cá, các bạn để quẹo trái quay đầu cho mình nha. Chứ nào chống thì các bạn di chuyển qua đây vô đó, hợp lý thôi, chứ không có nào mà tự nhiên cái né bạch xương cá lớn vô trong làn thẳng này xong cái di chuyển ra lại nó dễ gây tai nạn. Rồi lỡ quy một hàng đây đậu dài hết rồi, ông quẹo trái chống chơi của mình ổng mà
Ông sợ cán vạch xương cá, ông phải đợi hết viên hàng này đi xong ông mới di chuyển ra, ông quẹo quay đầu. Bất hợp lý nha các bạn, nhớ lưu ý nha. Thì mình cũng có nói cái vụ bên Vũng Tàu có vạch xương cá vẽ ra giữa làn đường luôn á. Rồi ông nào né đi. Tai nạn cái an toàn cho mình là trên hết. Không? Luật sai thì mình có thể góp ý. Luật không phải là giống như cưng nhắc quá là đâu có được. Giống như là mình nhường xe cấp cứu mà bị phạt là ai chấp nhận. Ví dụ vậy, đúng không các bạn ha? Có nhiều cái mình có quyền ý kiến lên. Giờ thời buổi 4 chấm rồi. Rồi thôi mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Thầy Toàn Về Lái Xe. Các bạn nào đã xem kênh mình yêu thích rồi mình, các bạn mà chưa đăng ký kênh á, các bạn nhớ cho mình một lượt đăng ký nha. Trời ơi nhiều lắm, nhiều fan hâm mộ mình coi cái clip suốt luôn á, coi quá trời luôn. Ngày nào em muốn coi cái mượn cái máy lên coi. Trời ơi chưa đăng ký kênh thấy ghê không? Nhớ bấm đăng ký, bật chuông thông báo để đón xem những phần video clip khác hay ho hơn để cho các bạn bổ sung thêm những kiến thức, kỹ năng lái. Rồi giảm à, thấy hơi chậm nha, thấy đích ta đỏ là mình không sử dụng ga nữa, là mình chuyển qua thắng thủ liền mới an toàn không? Ok rồi, khoái khoái lắm, mới khoái giờ đi ra đường trường lâu lắm rồi không có đi, lấy bằng xong đâu được đi đâu, nên sướng cái chân gà lắm. Rồi tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn trên mọi nơi đường. Bây giờ mình thẳng tiến ra Vũng Tàu thôi. Bye bye mọi người, bye bye cả nhà nha.